clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng, liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện 7.300 tỷ đồng của VinGroup. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có quy mô 7.300 tỷ đồng, công suất 400.000 xe một năm. Theo báo Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 11, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo xin ý kiến về chủ trương thành lập thành phố Kỳ Anh, chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Dự thảo nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định. Trước đó, công ty cổ phần Vinhome, thành viên của tập đoàn VinGroup, đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện trên diện tích đất hơn 362.000 m2 tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Dự án có vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 15%, vốn huy động hơn 6.200 tỷ đồng, chiếm 85%. Theo văn bản đề xuất, dự án sẽ thực hiện trong 70 năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2026, giai đoạn 1 đến năm 2026, công suất 200.000 xe một năm, giai đoạn 2 từ sau năm 2026, mỗi năm sản xuất 400.000 xe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Báo Hà, báo cáo nội dung về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại khu kinh tế Vũng Áng và dự thảo nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất và mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Chủ trương nghiên cứu sơ bộ ban đầu đối với dự án nhà máy sản xuất ô tô điện của VinGroup đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại văn bản số 2685 CVTU ngày 10 tháng 10 năm 2024. Qua xem xét chủ trương đầu tư dự án cụ thể, cho thấy dự án có quy mô lớn, phù hợp định hướng phát triển của khu kinh tế Vũng Áng theo quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghị quyết số 09 NQTU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch liên quan. Đại biểu cũng đã nghe các nội dung dự thảo nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất và mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến chủ trương, các tiêu chí để đề nghị thành lập thành phố Kỳ Anh, đồng thời sự cần thiết của chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Cơ hội và vai trò quan trọng của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương được làm rõ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của các chủ trương. Các đồng chí chủ trì hội nghị cũng cho ý kiến vào các nội dung báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình, thống nhất cao với các nội dung, chủ trương Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo. Từ người quan sát, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.